xin cảm ơn quý vị phụ huynh đã đến dự lễ tổng kết và xin phép quý phụ huynh cho ổn định các em trong thời gian để các em chuẩn bị tốt hơn. Mời các bạn học sinh nghỉ nghiêm. Đề nghị các bạn chỉnh trang lại y phục, kiểm tra lại khăn quàng. Bộ phận sau đó chúng ta di chuyển về các khu vực lớp để giữ trật tự trong sáng ngày hôm nay. Sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ hát bài chào cờ không nhạc. Mời các bạn học sinh hát thật to. Nghỉ. Mời các bạn học sinh hướng về sân khấu. Nghiêm. Chào cờ. Chào. Cảm ơn quý thầy cô, quý vị phụ huynh, quý vị đại biểu đã dự lễ chào cờ. Mời quý vị và quý vị phụ huynh và các em học sinh cùng ngồi đội nghi lễ về vị trí.